chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Honda Dream cái đời 1997 nguyên bản hét mức giá 153 triệu đồng. Cái chiếc Honda Dream đã hơn 23 năm nhưng vẫn còn là nguyên bản. Cái công tơ mét chỉ ở mức là 3.7 km, được dân chơi ước tính tổng giá trị 153 triệu đồng. Cái chiếc Honda Extra Range ở Indonesia hay còn có một cái tên Honda Dream ở Việt Nam và dân gian thường gọi cái tên là Dream Lùng. Extra Range cũng được nhập vào thị trường Việt Nam tới giữa thập niên 90 của thế kỷ 20. Mặc dù không phổ biến như cái chiếc Dream Hán, nhưng Extra Range hiện nay được rất nhiều dân chơi xe cổ Việt Nam cũng rất là yêu thích và săn tìm. Không chỉ có ở Việt Nam, cái mẫu xe này cũng là một dòng xe huyền thoại rất giữ giá ở thị trường Indonesia. Nhiều dân chơi xe ở quốc đảo này cũng đã tìm cách săn mua, sưu tập các mẫu xe Extra Range từ thời xa xưa. Mới đây, một dân chơi xe có tiếng tại Indo có cái tên là Massam cho biết anh ta đang sở hữu một cái chiếc Extra Range cái đời 1997. Cái công tơ mét trên xe chỉ ở chỉ số là 3.7 km, một quãng đường dùng để khởi động động cơ. Từ đó tới nay xe vẫn chưa hề được sử dụng thêm. Các thành phần trên xe không hề bị thay thế một chút nào mà vẫn ở trong tình trạng là nguyên bản. Sau khi đăng những cái ảnh chi tiết hơn về cái chiếc Extra Range 1997 nguyên bản thì người chủ đã nhận được rất nhiều cái cuộc gọi tới để họ mua. Chủ xe cho biết nhiều người đã trả giá cái mẫu xe ra khoảng từ 40 đến 55 triệu AB, tương đương từ là 60 đến 85 triệu Việt Nam đồng. Tuy nhiên cái chiếc Extra Range 1997 này được người chủ cho rằng phải nằm trong tầm giá là hơn 100 triệu AB, tương đương là 153 triệu Việt Nam đồng. Cái chiếc Honda Extra Range ở Indonesia cũng hút được rất nhiều người hâm mộ trong một khoảng thời gian rất dài. Cái mẫu xe này ra đời sau cái chiếc Super Cup, Extra 700, Extra 800 và Extra Star cũng như là Prima. Cái chiếc Extra Range mạnh mẽ hơn, linh hoạt hơn, có thể chạy lên và xuống dốc mà không gặp cái vấn đề gì. Hiệu suất của xe chạy trên đường bằng phẳng rất tốt, vận tốc đạt hơn 90 km/h. Cái chiếc Honda Extra Range đầu tiên ra mắt vào năm 1991 còn được biệt danh với một cái biệt danh là Range Bus, là do có đèn hậu giống như một cái mai rùa. Và 3 năm sau, cái mẫu xe này được đổi mới có một thiết kế đèn hậu hình đu bịch đẹp hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hãy đăng ký tiếp nhớ like, subscribe.